Xin chào toàn thể anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với Thế Anh Audio. Để tiếp tục các video thì ngày hôm nay đây, bên em sẽ giới thiệu cho anh em một dòng mic không dây, một siêu phẩm mic không dây đến từ thương hiệu Sennheiser, có mã là Sennheiser G6. Một siêu phẩm mic không dây đã được anh em săn đón rất là nhiều. Chờ đợi ngày về thì hôm nay bên em đã cập bến cho anh em 10 bộ. 10 bộ duy nhất và sẽ bán giới thiệu sản phẩm giá cực kỳ là hấp dẫn. Thì anh em theo dõi video ủng hộ Thế Anh Audio cho bên em xin một like, một đăng ký kênh và nhấn chuông để không bỏ lỡ các video tiếp theo từ Thế Anh Audio ạ. Và đặc biệt video ngày hôm nay nhá, anh em đi qua xem theo dõi video nhớ like video, đăng ký kênh và chia sẻ cho các bác nào chưa biết đến những dòng mic Sennheiser G6 này, phiên bản cao cấp nhất đến thương hiệu Sennheiser giá và được trợ giá 10 bộ duy nhất, 10 bộ đầu tiên, giá cực kỳ hấp dẫn để anh em sở hữu dòng Sennheiser G6 phiên bản cao cấp nhất. Và khẳng định anh em là tiếng con này cực kỳ hấp dẫn, cho anh em tiếng rất là hay, cho anh em làm sự kiện rạp cưới kẹo kéo đầy. Và đặc biệt anh em nào muốn nâng cấp mic không dây gia đình thì đây sẽ là sự lựa chọn rất là tốt và một mức giá cực kỳ hợp lý cho anh em. Đấy, thì đây em sẽ giới thiệu cho anh em về thiết kế mặt trước, mặt sau, cũng như sẽ là tay mic, cũng như sẽ test cho anh em một đoạn karaoke để anh em nghe và cảm nhận độ hay của con này. Khẳng định anh em luôn, em rất lâu rồi em có một những dòng mic nó giá thành hợp lý và chất lượng con này bao cho anh em cực kỳ là hay. Đây này, về thiết kế anh em thấy, về thiết kế mặt nào trước là sẽ là mặt phay nhôm màu đen này, có màn hình hiển thị kênh A và kênh B riêng biệt. Ở đây nó sẽ hiển thị các số kênh này, tần số. Dòng này sẽ là dòng 6 số tự cắt, có cảm biến gia tốc cho anh em luôn. Anh em có thể thấy có dòng này dòng 4 dâu để anh em làm sự kiện ok nhá. Thì đây sẽ hiện tần số 6 số ở đây. Hiển thị volumic, anh em thể volumic ở đây. Đấy, và đặc biệt con này nó sẽ sáng tất cả các đèn chức năng ở đây. Anh em thấy không? Sáng tất cả các đèn chức năng để tránh anh em trường hợp anh em ấn nhầm. Anh em có thể set tần số tự động bằng cách ấn nút set ở đây. Thì dí tay mic vào nút IR này, anh em để ý nhá, IR nó sẽ ăn tần số tự động, hoặc là chỉnh bằng tay thì anh em ấn mũi tên lên hoặc mũi tên xuống đều được. Nhưng thường anh em sẽ set tần số tự động. Ấn nút set này, dí tay mic vào đây, bật tay mic lên, dí vào là xong. Ok chưa? Và điểm đặc biệt con này nhá, nó sẽ báo cho anh em tín hiệu sóng cũng như là tiếng ở đây. Các cái đèn nháy này cực kỳ đẹp. Đây, ví dụ bật tay mic lên, anh em thấy không? Bật tay mic lên thì sẽ báo cho anh em tín hiệu sóng ở đây. Khi anh em alo ra nó sẽ nháy tín hiệu tiếng đây. Ví dụ này nhá. Nên sóng bây giờ là báo cho anh em tín hiệu sóng tiếng đầy đủ trên đây. Khi anh em tắt đi thì nó sẽ tắt cái cột đèn này. Rất tiện dụng cho anh em nhá. Đấy, và cực kỳ đẹp, đảm bảo cho anh em về thẩm mỹ cũng như là tiếng của con này rất là hay cho anh em nhá. Tiếng cực kỳ là hay. Và đây màn hình kênh A và kênh B riêng biệt, và các phím chức năng kênh A và kênh B riêng biệt sẽ được báo tín hiệu đèn ở đây. Anh em thấy không? Tín hiệu đèn rất là đẹp cho anh em. Và mặt sau anh em có thể có các đường kết nối ra bằng ca lông cho anh em kết nối bằng mixer, hoặc là 6 ly cho anh em kết nối bằng gia đình. Những con van thì chỉ cần kết nối 6 ly là xong. 4 anten, dòng này 4 anten để đảm bảo sóng con này xa, rất là xa cho anh em làm sự kiện rạp cưới kẹo kéo đầy đủ cho anh em nhé. Và điểm đặc biệt con này, để em sẽ nói điểm đặc biệt dòng tay mic này. Đây, em sẽ quay cho em tay mic nhá. Đây, dòng tay mic đến từ thương hiệu Sennheiser. Anh em thấy rất là chất lượng. Đấy, anh em thấy không? Cực kỳ là chuyên nghiệp. Thì nói về độ chuyên nghiệp thì con này là tay mic cực kỳ là chuyên nghiệp. Dòng đuôi chuột, dòng sự kiện. Đấy, con này sử dụng côn này. Anh em thấy côn là côn neo nhá. Đấy, côn nụa leo luôn. Và dòng tay mic rút này, anh em thấy không? Đấy, tay mic rút. Đây, em để cho anh em xem này. Khi anh em nắp pin là tháo pin ra sẽ rút ra, không pin thì nắp vào, vặn vào là xong. Ok chưa? Đấy, tay mic cực kỳ là chuyên nghiệp cho anh em. Đấy, khi anh em thay pin này, vặn ra, rút. Anh em biết dòng rút này, tay mic rút này thì nó cực kỳ là chuyên nghiệp rồi. Đấy, rất là chuyên nghiệp, những cái dòng mà cao cấp thì mấy tay mic rút như thế này. Đấy, ok chưa? Vỏ ngoài thì anh em thấy nhá, vỏ ngoài 100% là kim loại. Đấy, kim loại hoàn toàn. Đấy, rõ đây, rõ Sennheiser đây. Đấy. Côn mic là côn nụa nhá, côn nụa. Và hàng còn mới nguyên hộp cho anh em, sẽ được tặng cho anh em là chống lăn này. Đấy, chống lăn này, có nguồn khủng, nguồn cực kỳ là khủng. Đấy, nguồn rất là khủng nhá. Có jack 6 ly, có pin cho anh em thử luôn. Hàng mới nguyên hộp, đấy, rất là chất lượng cho anh em nhá. Đấy, ok chưa? Rất là chất lượng. Đấy, và ngày hôm nay, những bộ mic Sennheiser, thương hiệu Sennheiser cực kỳ cao cấp, phiên bản cao cấp nhất đến từ thương hiệu Sennheiser, có mã là G6. Bên em sẽ bán cho em một mức giá cực kỳ là tốt nhá. Thì em sẽ báo ngay giá, sau đó sẽ test cho anh em một đoạn karaoke để em nghe và cảm nhận nhá.
báo ngay giá cho anh em. Đây, chỉ 2.600.000 bên em bao ship cho anh em. Anh em được nhận hàng, kiểm tra thanh toán không đúng như em mô tả, trả lại thanh audio. Không hay, sóng không xa, trả lại thanh audio. Đấy, 2.600.000 bên em bao ship cho em. Anh em nhận hàng, kiểm tra thanh toán. Ok chưa? Anh em nhận hàng, kiểm tra thanh toán không hay, không đúng, trả lại thanh audio. Rất là hấp dẫn nhá, giá cực kỳ hấp dẫn cho anh em. Đấy, anh em theo dõi video, ủng hộ thanh audio cho bên em xin một like, một đăng ký kênh và nhấn chuông để không bỏ lỡ các video tiếp theo từ thanh audio ạ. Xin chào anh em.